Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click sau của mình. Sau gần 1 năm làm YouTube thì chính thức ngày 23 vừa rồi, mình đã nhận được thành quả đầu tiên. Chính vì thế với số tiền này, mình quyết định mua một chiếc camera hành trình như trên màn hình các bạn theo dõi. Chiếc camera này có tên gọi là Eken H9R. Mới mức giá cả ship là khoảng gần 1,1 triệu đồng. Nói thật là mình cũng tham khảo rất nhiều dòng camera rồi, nhưng mới quyết định mua chiếc này với mong muốn chính là tiếp tục quay, đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích về xe máy, các sản phẩm công nghệ và cuộc sống thường ngày. Sau đây thì mình sẽ khui hộp chiếc máy này, các bạn cùng theo dõi. Nhìn bên ngoài vỏ hộp thì rất là đẹp, bắt mắt. Chiếc máy được đặt trong một cái hộp chống sốc, chống nước, rất là chắc chắn. Đây là chiếc máy các bạn theo dõi trên màn hình. Rất nhỏ gọn và đẹp. Máy có màu đen. Các bạn nhìn xung quanh máy một vòng. Mình sẽ đóng cái hộp chống sốc này lại để quay một vòng xung quanh cái vỏ hộp các bạn theo dõi. Chiếc Eken H9R, đây là camera hành trình, có wifi, có thể quay được video 4K. Đây là các phụ kiện gắn kèm với máy. Chút nữa mình sẽ khui hộp chiếc máy này thì sẽ bên trong sẽ có rất nhiều các phụ tùng đi theo. Các thông tin chính của Eken H9R các bạn có thể theo dõi trên vỏ hộp của máy. Sau đây thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra để các bạn theo dõi. Đầu tiên là một cuốn sách hướng dẫn viết bằng chữ tiếng Anh. Cái này các bạn có thể tham khảo về cách lắp đặt cũng như cách sử dụng. Rất chi tiết và cụ thể. Mình sẽ để sang một bên để tiếp tục quay các phụ tùng tiếp theo để giới thiệu cho các bạn. Bên trong có hai chiếc hộp màu đen, rất là bắt mắt, nhìn rất là sang trọng. Hơi khó mở một chút, các bạn theo dõi. Đầu tiên là một chiếc hộp thứ nhất này. Bên trong chiếc hộp này thì các bạn theo dõi trên màn hình, gồm có một cái đốc sạc, một cái dây đeo này chính là dây đeo cái điều khiển thiết bị từ xa đấy, mình sẽ để sang bên cạnh, và một cái dây để sạc USB, sạc cho máy, sạc pin cho máy. Tiếp theo là chiếc hộp thứ hai, mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem. Bên trong này rất nhiều phụ tùng theo như cái quảng cáo của sản phẩm này. Khá nhiều các phụ tùng các bạn. Cái này chính là cái để chúng ta ngoắc vào xe máy này, xe đạp này, để quay camera hành trình. Một số những cái gắn camera bên ngoài khác, như gắn ở trên mũ bảo hiểm hay gắn ở các vị trí khác các bạn mong muốn. Rất nhiều những tấm đệm có gắn băng dính bên dưới. Phụ tùng là tương đối nhiều, các bạn tha hồ lựa chọn. Đây là chiếc điều khiển từ xa, các bạn đeo vào tay để điều khiển trong quá trình ta di chuyển xe máy hoặc xe đạp. Khá nhiều các phụ tùng kèm theo, các bạn tha hồ có thể tùy thích, tùy biến để sử dụng chiếc camera này. Theo một số thông tin từ hãng thì camera Eken H9R thì hỗ trợ kết nối wifi và hộp chống nước với độ sâu là 30m với khả năng ghi hình là 4K. Nó có thể quay được video chất lượng cao với các độ phân giải 4K. Các bạn nhìn xung quanh máy, đây là nút lên xuống. Phía bên trên là nút chúng ta khi chúng ta tiến hành quay hay chụp ảnh thì ấn nút này. Và một màn hình tầm 2 inch, rất là đẹp. Phía dưới thì của máy chỉ có một vị trí chúng ta để lắp pin. Cái này tôi sẽ không gỡ ra nữa, các bạn theo dõi. Phía bên cạnh thì có một cổng USB, một cổng HDMI và một cổng để lắp thẻ nhớ. Rất là đẹp và bắt mắt. Mình sẽ theo dõi giới thiệu tiếp cho các bạn xem
nên mình sẽ mở máy lên. Chất lượng hình ảnh cũng khá là tốt. Ở cuối video thì mình sẽ để một số hình ảnh cũng như một số đoạn video mình quay lại bằng chiếc Eken H9R này để các bạn theo dõi. Camera Eken H9R còn được hỗ trợ Wi-Fi và đi kèm với đầu HDMI được tích hợp sẵn. Các tính năng này thì cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ hoặc tải lên bất cứ file hình, video nào mà họ đã chụp được hoặc quay được để đăng lên các vị trí lưu giữ như là ở trên máy tính của các bạn. Thông thường thì theo hướng dẫn thì mình hay để ở vị trí 1080p với 60 frame. Còn ở các vị trí khác thì mình quay thì vẫn chất lượng vẫn tốt, nhưng mà mình nên để ở vị trí đấy sẽ là tốt hơn. Qua quá trình trải nghiệm mà một thời gian ngắn thì mình có thể nhận xét một điều là Eken H9R là mẫu camera hành động, có thể hoạt động như một máy ảnh cao cấp với tính năng của một máy ảnh kỹ thuật số tiêu chuẩn. Nó rẻ hơn rất nhiều so với camera hành động hàng đầu ở trên thị trường hiện nay. Nhưng bạn sẽ không cảm thấy thất vọng khi sở hữu một chiếc Eken H9R. Tuy H9R thì chưa phải là hoàn hảo, nhưng một số tính năng của nó cũng đã đáp ứng được tốt những yêu cầu của chúng ta, như trải nghiệm một số như chúng ta đi phượt hay làm bất cứ một việc gì cần đến nhiệm vụ quay chiếc camera này. Sau đây là một số những cái hình ảnh cũng như video quay lại về chiếc Eken H9R này để các bạn theo dõi. Chất lượng hình ảnh cũng là khá là tốt. Đây là toàn bộ những cái phụ tùng, phụ kiện đi theo máy. Đây là mình quay một chút về con của mình để xem các bạn theo dõi. Đang nghịch rất là vui. Chất lượng hình ảnh khá là tốt. Đây mình quay ở trong nhà. Chút nữa mình sẽ có một số video mình quay về chiếc xe của mình để ngoài sân thì chất lượng hình ảnh sẽ có phần khá hơn, màu sẽ đậm hơn, đẹp hơn. Các bạn theo dõi. Trên đây là một số giới thiệu chính về chiếc camera H9R của mình. Các bạn có thể quan tâm, theo dõi, tham khảo và lựa chọn cho mình một chiếc camera phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Monster. Audio Jungle.